Sáng nay, đoàn công tác do ông Tống Văn Bằng, trưởng ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về công tác tổ chức cán bộ công đoàn năm 2024. Tham dự có Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết toàn tỉnh hiện có 32 khu công nghiệp với hơn 1,3 triệu lao động. Tính đến nay, Đồng Nai có 2.967 công đoàn cơ sở với trên 671.000 đoàn viên công đoàn, tỷ lệ tập hợp đạt hơn 96%. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chia sẻ những khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở như cán bộ công đoàn cơ sở còn thiếu kinh nghiệm, hạn chế trong xử lý tình huống, tuyên truyền vận động đoàn viên, số lượng cán bộ công đoàn biên chế ít so với số lượng đoàn viên trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam một số nội dung về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ và quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.